Tiếp theo, các bạn hãy quan sát vào thanh công cụ nằm ngang phía dưới màn hình này và biểu tượng Add New Hyperlink. Chèn thêm cái siêu liên kết vào cái vị trí trong bản vẽ. Tôi nhấp chuột vào công cụ này và chọn thẳng vị trí là chống thấm thoát sàn này. Tôi sẽ đính kèm cái tiêu chí kỹ thuật chống thấm bê tông của dự án này vào đây. Tôi nhấp vào biểu tượng cái ghim gài này và đến thư mục Project Files, Training Materials, Project Status, điều lệ dự án. Và tôi chọn cái tệp tin có tên là tiêu chí chống thấm xây dựng. Open. Như vậy, cái vị trí này đã được gắn cái tiêu chuẩn, đã được đính kèm tiêu chuẩn chống thấm của dự án rồi. Các bạn để ý này, sau khi chúng ta đã đính kèm một cái siêu liên kết, một tài liệu phụ vào cái nội dung được đánh dấu này, nó sẽ có biểu tượng hình ghim gài ở đây và một tài liệu đã xuất hiện.